Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ spphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo hiệu ứng long shadow, tức là tạo cái bóng đổ cho chữ hoặc là một cái hình hoặc một cái logo nào đó mà các bạn thấy nó hay áp dụng cho cái flat design đó. Nó gọi là flat design nhưng thật ra nó không phải là flat design. Nó là một thì đại khái cái long shadow thì nó là như cái này nè. Đó, các bạn có thể thấy là nó có cái chữ hoặc cái logo hay là cái gì đó, nó có một cái độ bóng dài mờ mờ. Đây thì cái cách làm như sau. Bên AI tức là Adobe Illustrator á, thì cái cách làm này nó dễ hơn bởi vì nó có một cái chức năng gọi là chức năng blend. Đại khái nó không có, các bạn đừng nhầm với lại cái chức năng blend blend màu hay là blend gì trong 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 Photoshop nha. Nó đại khái như là một cái nó một cái đối tượng trên này, một cái đối tượng dưới này. Chọn play một cái tự động nó nối hai cái thằng này lại, tức là thành cái hình dạng này nọ đó. Thì bên Photoshop chúng ta lại không có cái chức năng đó, cho nên chúng ta lợi dụng một cái nó gọi là cái trackpad từ cái pen tool và kết hợp với cái brush. Cách làm như sau: đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái chữ hoặc là một cái logo, một cái hình mà các bạn muốn, các bạn thả vào trong cái file của các bạn. Đây mình tạo ra một cái file mới, mình đang để kích thước là 1280 x 720, 72 dpi. Các bạn có thể để kích thước bao nhiêu tùy ý các bạn ha. Rồi đây thì mình sẽ tạo cái chữ, mình sẽ tạo cái chữ đơn giản màu đen thôi. Click đây ha. Cái này cách tốt nhất á, là chúng ta gõ một cái chữ nó ngắn gọn thôi và nó sử dụng cái phông sans serif, tức là cái phông không có chân. Phông không có chân sẽ cho cái hiệu ứng đẹp nhất, tại vì nhìn nó sang ha, nhìn nó sang. Nhớ sử dụng phông không chân nhé. Ở đây thì mình đang sử dụng phông San Francisco. Cái phông San Francisco là hay sử dụng cái trên iOS á. Thì đây mình sẽ tạo một cái dòng chữ ngắn ngắn thì nó đẹp. Tuy nhiên là đây mình muốn tạo cái dòng chữ nó hợp thời hơn, ví dụ như là Hoàng Sa Trường Sa Bi Long nào nào yeah Việt nào. Ok, that's good. Ở đây thì mình sẽ tạo cái dòng chữ là Hoàng Sa Trường Sa Bi Long thuộc Việt Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, bố con thằng nào liếm vô. Ok, ở đây thì mình sẽ tạo cái chữ như này. Có thể là cái logo các bạn cũng được ha. Các bạn kéo cái logo các bạn vô hoặc là một cái hình, cái logo, cái hình ảnh nào đó. Cái hình là cái shape đó nha. Ok, thì sau khi chúng ta có xong rồi, chúng ta tạo cái chữ rồi, chúng ta kéo cái hình, cái logo vào rồi, chúng ta sẽ vào là edit này. Ta sử dụng là Define Brush Preset. Không, một cái lưu ý là nhớ là cái nền á thì một là để trong suốt, hai cái thứ hai á là để màu trắng như mình đang làm. Và một cái lưu ý nữa là cái chữ hoặc cái logo hoặc cái hình, cái shape của các bạn nhớ để màu đen ha. Cho chúng ta vào edit này, chọn Define Brush Preset và chúng ta đặt tên cho cái brush này chính là cái hình, cái chữ này hoặc cái logo của các bạn đó. Mình khỏi cần phải đặt. Ok, sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái brush tự động. Cái brush này nó sẽ chọn cái file brush mà mình mới tạo hồi nãy, mới tạo về tự động nó sẽ chọn luôn. Ta sẽ vào là Window và chọn là brush, phím tắt là F5. Window Brush nó sẽ bật ra cái bảng Brush này ha. Thì ở cái spacing chúng ta sẽ kéo nó về là 1%, kéo về 1% ha. Tắt cái Shape Dynamic đi và ok. Tiếp theo chúng ta tạo một cái layer mới nằm phía dưới cái layer chữ hoặc là nằm phía dưới cái logo của các bạn. Click cái layer dưới ha, Ctrl Shift N và Enter. Thì ở cái logo này thì mình sẽ tạo cái long shadow. Shadow. Đại khái thế. Thì cách tạo như sau, chúng ta sẽ sử dụng cái pen, pen tool ha. Ta click một điểm ở vị trí bất kỳ, nó gần gần ở giữa cái hình chúng ta là ok rồi. Sau đó chúng ta giữ phím shift, giữ phím shift ha và click một cái ở phía dưới. Click một cái phía dưới nó sẽ tạo ra một cái path, cái gọi cái path ha. Nó 45 độ tại vì chúng ta vừa giữ phím shift mà. 45 độ. Nhớ là chỉ click một cái thôi nha, đừng có click rồi giữ chuột rồi kéo kéo mất công nó bị cong. Nhớ là click để phím shift, click thêm cái dưỡng cái nữa. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm chuột phải. Nhớ đang chọn là cái chúng ta vẫn đang ở dùng cái pen tool ha, bấm chuột phải này và chọn là trackpad. Tiếp theo cái tool thì chúng ta sẽ sử dụng là cái brush và cái nếu như cái simulate pressure này nó đang bật thì nhớ tắt đi. Click ok. Và nó sẽ tự động nó tạo ra một cái đường dài như thế này. Mình sẽ tắt cái chữ đi, các bạn có thể thấy là nó ra một cái shape nằm ngay phía dưới. Để thấy là nó tạo ra một cái chữ rất là tạo ra một cái long shadow rất là nhanh ha. Ở đây là nó hoàn tất rồi, mình sẽ bấm chuột phải này và chọn là delete path để ta bỏ cái path này đi. Tạm thời tắt cái này đi. Và cái long shadow chúng ta sẽ chọn cái màu cho nó. Mình sẽ sử dụng cái bấm
thể bấm chuột phải ha, chọn blending option hoặc là cho nó nhanh thì như mình hồi làm hồi nãy đó, click đôi vô. Chúng ta xem cái color overlay và đây chúng ta chọn cái màu. Đây có thể là cái màu xanh này khá ổn đấy, mình sẽ chọn cái màu xanh. Nó đậm đậm một chút xíu ha. Click OK. Tạm thời tắt đi. Ở cái background này thì mình sẽ tạo một cái solid color để tạo cái hình nền, màu nền ở đó nó sáng sáng một chút xíu. Như cái đây, OK, sáng. Có lẽ là màu này đi, cho nó tươi tươi lên. Cho nó tươi tươi lên chút xíu. OK. Bật cái long shadow lên, cái trường sa hoàng sa, cái chữ này thì mình sẽ sử dụng màu trắng, mình đảo lên để cái màu trắng lên trên hoặc là nằm phía dưới cũng được để fill màu cho nó nhanh. Cái màu trắng ta đang là ở dưới đúng không, thì nó cái fill tức là làm thay đổi cái màu trắng ở nằm phía dưới này vào chữ. Chúng ta chọn cái lê chữ này, chúng ta sẽ bấm là control delete, nó tự động nó đổi. Đây chúng ta sẽ đưa nó dùng công cụ move tool này, chúng ta click kéo cái move tool và cái phím di chuyển á. Các bạn có thể thấy là cái chữ này nó chưa có khớp lắm với lại cái shadow. Thì các bạn có thể resize lại, resize cái shadow cũng được, bấm chuột phải, bấm chọn vào cái long shadow này và chúng ta bấm Ctrl T, sau đó giữ phím shift. Nhớ giữ phím shift, chúng ta kéo lên đưa sao cho nó vừa khớp với lại cái được rồi. Đó, đây có vẻ thấy khá ổn. Đây nó chưa có thực sự vô lắm nhưng mà thôi kệ. Đây thì nó đang bị thừa ra ngoài thì sử dụng mô tool là chọn hai cái layer này luôn. Mô tool kéo nó xuống. Đó. Sau khi xong rồi các bạn có thể thấy là cái màu nền này nó chưa có khớp lắm so với cái màu background. Thì mình sẽ chọn lại cái màu background, chọn cái màu này và cho nó sáng lên. Đó, khá là ổn. OK, tiếp tục cái long shadow này thì mình sẽ giảm opacity đi một chút xíu. Các bạn có thể thấy là cái màu của cái long shadow với lại cái background là nó tương đối giống nhau. Chỉ có cái là cái long shadow này thì cái màu nó đậm hơn thôi. Sau khi xong rồi, ta sẽ làm cho nó có cái hiệu ứng mà nó giảm giảm mờ mờ đi như thế này. Cách đơn giản như sau này. Chúng ta sẽ chọn vào cái long shadow ha, click vào cái long shadow này. Cho chúng ta giữ phím alternate và click, giữ phím alternate và click vào cái layer mask. Nó sẽ cho chúng ta một cái layer mask màu đen. Và bởi vì layer mask màu đen cho nên là bên này sẽ biến mất ha. Tiếp theo chúng ta sử dụng cái gradient tool. Ở cái màu này thì nhớ chọn là cái màu trắng tới trong suốt ha. Click OK. Sau đó chúng ta click một cái vào giữa ha và giữ phím shift kéo xuống dưới. Thả ra. OK. Các bạn có thể thấy là chúng ta xong rồi. Đó, đơn giản như thế thôi. Tương tự với lại cái logo hay là cái shape hay là cái gì của các bạn cũng được. Hoặc cái chữ, có thể thấy là làm cái chữ tên Phúc không thôi thì nó rất là ngắn gọn và nó đẹp hơn. Nhớ ha, một cái lưu ý nhỏ nữa là nhắc lại nè, nhớ là sử dụng phông chữ không chân ha. OK, thế thôi. Hoàng Sa, Trường Sa, belong to Việt Nam. Cảm ơn các bạn theo dõi tutorial này. Nhớ để lại comment phía dưới các bạn muốn mình làm gì trong cái tutorial sau. Nhớ click subscribe để theo dõi mình ha. Nó nằm ngay phía dưới này nè, đó, click subscribe để không bỏ lỡ tutorial phía sau của mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào cái tutorial sau. Bye bye.